Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học Của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online rất hay, đặc sắc của danh thủ Đại Lý Huynh đánh trên sân chơi online Thiên Đế Thượng Kỳ 2023. Kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván cờ anh Huynh cầm mẹ đỏ đi tiên và có màn thi triển phế xe để tấn công đối phương.吃
吃。吃。将军。吃。吃。将军。将军。吃。吃。吃。
将军。将军。将军。吃。吃。将军。将军。吃。将军。吃。Tới hình cờ trên, sau phấn cờ cho thu mã về để tránh mất pháo thì bên đen đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ mà kém nguyên một quân đối với bên đỏ của danh thủ Lại Lý Huynh. Như vậy kênh Học Của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.